tin nhắn 24 giờ cho bạn. Video vô tình ghi lại một hành động đẹp, cảm phục trước tấm lòng vì xã hội của chàng trai. Những trận mưa lớn ở các thành phố lớn thường làm các miệng cống thoát nước chảy không kịp, dẫn đến tình trạng ngập úng. Những con đường ngập úng lớn như vậy sẽ rất nguy hiểm cho những người đi đường. Chúng ta sẽ không biết được khu vực nào các ổ gà ổ voi dẫn đến tai nạn giao thông khi trời mưa lớn ngập lụt thường xuyên diễn ra. Việc làm tuy nhỏ của anh đã giúp khai thông miệng cống để nước được rút mau hơn. Tuy nhỏ nhưng mang đến tác động tích cực, mọi người đã rất cảm phục trước tấm lòng của anh. Trong thời đại cuộc sống quá vội vã này, những điều thiết thực này cần được nhân rộng để cuộc sống được tốt đẹp hơn. Một bạn trẻ xúc động chia sẻ cảm xúc. Việc của anh tử tế quá, xem nhiều video như thế này lại có niềm tin vào cuộc sống bây giờ hơn hẳn. Hóa ra con người chúng ta vẫn tồn tại nhiều điều tốt đẹp thế đấy. Tình trạng tắc cống thoát nước, một phần là do ý thức của mọi người, vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Khi trời mưa, rác sẽ theo dòng nước và ứ động tại các miệng cống. Mỗi chúng ta cần có trách nhiệm để làm cho cuộc sống của chính chúng ta tốt đẹp hơn. Giúp tin nhắn 24 giờ một like video để động viên tinh thần nha. Chọn video tiếp theo để xem và đừng quên giúp tin nhắn 24 giờ một follow nào.